Mỹ nó bảo là bây giờ nếu mà mày giữ được cho tao bốn quân khu tao trả mày 700 triệu. Bây giờ mày giữ được có hai quân khu, quân lần 3, quân lần 4, mày mất mẹ nó quân lần 1, quân lần 2. Tao đưa mày 300. Còn 200 mà tao chưa trả mày hết trong ngân sách quốc phòng của năm 1975. Vì tới tháng 4, tới tháng nào tao đưa mày tháng đó. Tao chưa đưa cho mày. Thì giờ tao đưa cho mày thêm là 7 tỷ 500 triệu đô la quý vị thấy không? Nó tính tới cái chỗ mà nó nợ mày nó cũng trả luôn. Cái chính phủ mà thắng trận á, sẽ lấy luôn cái nợ của Việt Nam Cộng Hòa phải trả cho Mỹ 160 triệu đô la. Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước trên hệ thống Việt Bảo Trâm, Việt Vision của Bảo Trâm. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày về một vấn đề mà tôi xin được nói về cái suy nghĩ riêng tư của tôi mà mang tính cách khoa học. Thì khoa học á, nó không có dừng lại là khoa học của xã hội chủ nghĩa hay là khoa học của tin lành hay là tư bản hay là cộng sản. Khoa học là khoa học, nó có nhiều thứ ở trong đó. Thì thưa quý vị, hôm nay tôi nói về đề tài VinFast của ông Phạm Ngọc Vượng. Tôi thấy ông Vũ Hoàng Lân nó mời ông A, ông B, ông C, ông D lên lên nói về xe VinFast. Nguyễn Ngọc Lập học Don Bosco Technical High School là trường trung học quốc tế Don Bosco. Nó có mặt khắp nơi trên thế giới. Nga cũng có, Trung Quốc cũng có. Hồng Kông đa, ở Việt Nam cũng có luôn. Tại sao một thằng kỹ thuật mà lại không hỏi, mà lại đi hỏi thằng không biết gì về kỹ thuật? Ngô Kỳ nó biết về 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 luật khoa, nó khai gian, nhưng mà thì nó biết gì về máy móc mà nó nói. Tất cả những thằng ở đây nó ba sàn mà điểm này, nó không có tiền mà nó toàn là nói chuyện lớn mà. Quý vị nghĩ xe Mercedes nó có làm xe điện không? Rồi thằng Tesla chắc nó tha thằng 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 Mercedes làm xe điện, hay thằng Lexus nó làm có làm xe điện không? Bây giờ này, hãng xe Honda và Sony về điện tử nó sẽ kết hợp và nó làm ra một loại xe điện nó đối đầu với Tesla của Mỹ. Tôi hỏi quý vị một câu ngắn để kết luận bài này nhé. Bác sĩ là bác sĩ về óc, bác sĩ về tim, bác sĩ về tiểu đường, bao tử, gan, tim, bác sĩ chuyên môn đúng không? Nhưng ai là người biết rõ căn bệnh của bệnh nhân nhất? Thì chỉ có chính thằng bệnh nhân nó mới biết nó đang đau ở chỗ nào. Chứ mày có học specialist về tiểu đường sao? Mày biết tao đau ở chỗ nào? Mày thử máu ra thì mày thấy những cái SGOT rồi HA1C của tao nó lên vậy thì mày đoán mày thôi, chứ mày có biết tao đau là đâu không? Thì chính cái người dân Mỹ ở đây là khách hàng của nước Mỹ. Nó mới quyết định cái nền kinh tế của nước Mỹ. Đúng không? Rồi tôi hỏi câu thứ hai. Một số anh em làm trong ngành measurement and quality control, tức là kiểm soát chất lượng của hàng hóa. Tôi hỏi vậy chứ. Thì vợ tôi làm cho Liên Hợp Quốc 10 năm trước khi chúng tôi đi Mỹ mà. Hỏi chơi trong bữa đi Vũng Tàu chơi đấy. Người thì bảo ở Ủy ban khoa học nó sẽ nghiên cứu, nó coi ở trong này có bao nhiêu cái lượng dầu, rồi trong đồng này nhập cảng vừa rồi cái chất lượng Cu của nó là bao nhiêu, vàng 4 số 9 này nó gồm bao nhiêu, mà bạc nó bỏ vào trong đó bao nhiêu nó thành vàng 18. Viện kiểm tra chất lượng đo lường nó cho mình hết. Sai. Cái thằng mà kiểm nghiệm quality control và measurement về tính toán chính là thằng khách hàng, cũng như thằng bệnh nhân. Nó mặc cái áo vô nó thấy đứt cái nút từ 114 đồng đem bán còn 2 đồng.
Thì tôi hỏi quý vị, một cái xe mà nó tinh vi như vậy, nó qua được cái thằng từng lái xe Mercedes-Benz không? Thằng Tesla của ông chủ nào? Như vậy thì cái thằng mà nó đang tiêu thụ Corolla, Avalon, Honda cộng với Sony, Mercedes-Benz nó cộng chung với hãng xe Ford, Mazda, nó mệt so với nhau. Nó qua mặt được cái người khách hàng ở đây không? Mà thằng khách hàng ở đây nó không ký vào trong nhà băng á, nhà băng có cho mượn tiền không? Cho nên quý vị không phân tích từ cái căn bản của vấn đề. Đây, economy nó thuộc về anthropology, nhân chủng học. Nhân chủng ở đây là gồm 214 quốc gia có quan hệ với nước Mỹ. Ở đây quý vị biết thằng Đại Hàn á, bộ nó thua thằng Việt Nam à. Thằng Philippines nó chịu thua thằng Việt Nam à. Ôi trời, nó cũng khôn như mình chứ. Thằng Iran á, nó không quan hệ ngoại giao với Mỹ, giờ nó bắn lung tung, nhưng mà tất cả những thằng Iran mà nó trước đây nó quan hệ ngoại giao với Mỹ đang đầy ở đây, nó ở thành phố Ontario cách Little Sài Gòn 10 phút là xe. Ở đây chó và cọp ngủ chung với nhau, con nào ngủ quên là nó cắn đứt dãi. Kinh tế mà làm gì có biên biên cương quý vị, bán không được thì nó buôn lậu chứ, đâu có thằng nào tha thằng nào trong vấn đề kinh tế đâu. Kinh tế thị trường là gì? Là tàn sát lẫn nhau một cách không thương tiếc trong kỷ luật. Nghe lại nè, kinh tế thị trường là tàn sát lẫn nhau một cách không thương tiếc nhưng trong kỷ luật của luật pháp nước Mỹ. Ông Phạm Đình Vượng của VinFast sao thoát đến cái chuyện đó? Thì cái thằng quyết định đâu phải là thằng Ngô Kỷ nên nó đá cái cửa nó lên. Phạm Đình Hậu về Việt Nam nó giam trong 13 năm ở đây, tụi nó xúi cho đi về lái xe Tesla. Cò mồi loại hạng bét, rẻ tiền. Nguyễn Ngọc Lập phân tích bài này để quý vị mới thấy. Vừa rồi ông Ngô Kỷ ông gọi ông Nguyễn Bảo Trâm, ông Bảo Trâm ông bảo tôi đâu làm cái gì đâu mà anh để cho anh Nguyễn Ngọc Lập phân tích. Tôi trốn quân dịch cái không trốn quân dịch. Đây nhá. Thiếu tướng Bùi Đình Đàm là chủ tịch tổng giám đốc nha động viên, tức là tổng nha nhân lực của tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa, đến Mỹ năm 83, tức là sau 8 năm ông lấy cái bằng tú tài của ông học thành cử nhân và ông làm. Ông Đức Đầu Bạc đó, phải hối bố ông Đức Đầu Bạc đó là chủ tịch ủy ban thượng nghị viện, phải hối lộ cho ông này 2 triệu để làm gì? Để đi du học tự túc. Mày đậu tú tài hay nhưng mà phải đậu từ bình cho nó lên lên ưu thì mày mới được đi du học tự túc. Chứ mày không học bổng quốc gia sao mày đi được? Bỏ đây 2 triệu. Lương lính Nguyễn Ngọc Lập giữa chết và sống có 24 ngàn. Cộng thêm 10 ngàn tiền tác chiến, tiền thực phẩm. Hối lộ 2 triệu cho thiếu tướng Bùi Đình Đàm, ủy ban nhân lực để đi du học. Nó vào đó làm sao mà nói chuyện đùa với nó được. Phân tích giống như VinFast. Ngô Kỷ sinh 9 năm 53, 17 năm sau thì thi tú tài. Năm 70 bắt buộc phải có tú tài một, năm 71 phải bắt buộc phải có tú tài hai, và năm 72 đậu rồi thì phải học năm thứ nhất, có đúng không ạ? Mà học năm thứ nhất là phải có quân sự học đường thì như vậy phải bằng lính chứ. Mày học
Mùa hè thì mày phải đi học bắn súng chứ, Việt Cộng nó đánh Tết Mậu Thân mà. Thế mày học khóa mấy? Tiểu đoàn mấy sinh viên sĩ quan của trung tâm luyện bắn chung? Không biết. Thí dụ như Ngô Kỷ là thiên tài năm 70 đậu tú tài một nha, thì đến năm 975 á, tháng 6 là nghỉ hè mà tháng 4 nó chết mẹ nó rồi, nó còn đâu nó mà thi nữa, Việt Nam Cộng Hòa đâu mà còn mà thi. Thì năm 74 cao lắm là năm là học năm thứ ba. Học năm thứ nhất là luật khoa đó, thì học những môn gì, giáo sư nào, tên gì, tốt nghiệp đại học nào của Pháp và Mỹ. Chứ có thằng nào mà dạy đại học ở luật khoa mà lại tốt nghiệp tiến sĩ tại Việt Nam thì ai mới cho mày làm giáo sư được. Nói dối. Và đậu năm thứ tư thì phải trình luận án, thì thầy nào sponsor cho cái luận án đó. Mẹ hỏi tới đây là Ngô Kỷ chỉ có đứt lưỡi đó. Tú tài hai xong rồi đi vào đại học coi như là mày trốn được đi. Thì mày vào sinh viên mày phải học sinh viên học đường. Mày kéo súng lê lết, mày phá gì trong trường trung tâm huấn luyện Quang Trung là tụi tao thấy hết. Nhưng phải biết tiểu đoàn mấy sinh viên sĩ quan, sinh viên học đường. Hỏi nữa đây chỉ có á khẩu thì không biết mà làm sao mà nói được. Cho nên lên đài mới nói bậy. VinFast nó chỉ có làm kinh tế chứ không dính chính trị. Mày ăn quan là giờ ngoại giao với Mỹ. Làm sao mày đi vô đây mày mày mở nhà máy được? Mày điên à? Mày ngu thì ngu vừa vừa thôi, để cho người ta xếp mày vào chương trình người ngu muốn biết. Ông Phạm Nhật Vượng, ông nói câu này và là để kết luận cái sự thông minh khôn ngoan của người Việt Nam. Ông bảo tại sao mà tôi thành công mà tại sao tôi không làm tại Ukraine mà tại sao tôi không làm tại Nga? Vì đó nó bất ổn định. Mỹ nó ổn định dưỡng tư ơi. Thì tại sao xưa nay tôi không trình bày vấn đề này là vì cái thói quen của một cái người trong phòng nghiên cứu binh thư đó là họ thấy cái đó lên, người ta gọi cái đó là một hiện tượng phenomenon. Khi nào mà nhiều hiện tượng lên á, mà nó cùng giống nhau thì người ta mới nói đó là một bản chất của vấn đề. Thì quý vị thấy từ ngày mà có VinFast đến, quý vị thấy có bao giờ tôi có ý kiến gì về cái việc sản xuất xe xe điện này đâu. Hôm nay tôi xin trình bày về cái cách phân tích của một cái người người ta điềm tĩnh và người ta dựa trên khoa học và thực tế để mà nói một vấn đề. Tôi bao giờ cũng là người nói sau cùng. Ở trung tâm huấn luyện thủy lục chiến người ta chơi nghĩa là nó không công bằng luôn. Tại sao mà ông đại úy Phạm Duy Mát, ông Nguyễn Đăng Trình, trung úy Nguyễn Đăng Trình, rồi đại úy Võ Tấn Tài, rồi tất cả người trong phòng nghiên cứu binh thư là bắt thằng Lập là phải nói sau cùng. Mà rồi đậu thủ khoa thì vẫn đậu thủ khoa. Tại sao lại không có sự công bằng? Khoa 25 võ bị Đà Lạt học 4 năm, đi vào đã cử nhân, học thêm 4 năm nó ra là cử nhân nữa. Cử nhân khoa học thực dụng. Còn vào nó là cử nhân văn khoa, cử nhân luật khoa, cử nhân về kỹ thuật hay là nông lâm súc ấy. Tại sao lại không có sự công bằng với Nguyễn Ngọc Lập như vậy? Mà rồi làm sao tôi cũng san bằng hết. Rồi 7 đài phát thanh ở Lido Sài Gòn này, tôi cũng là người được mời sau cùng, nhưng mà tôi lên rồi là 6 đài thì chết sạch.
Và bây giờ thì quý vị thấy gần 10 cái YouTube ở bên Việt Nam, tại Mỹ mời tôi lên, thì tôi cũng là cái thằng mà được mời sau cùng. VTV4 mời tôi là đã mời ông Đức Đầu Bạc rồi. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng mời ông Nguyễn Phương Hùng phát biểu trước trước tôi 1 năm rồi. Tất cả là tôi không có cái gì mà vội vã trong cái chính trị hay là trong cái vấn đề văn hóa, văn nghệ, lịch sử. Cái đó nó đòi dài lắm. Cho nên tiếng Mỹ nó có một câu rất là hay: There is no shortcut to any place worth going. Cái nơi mà đáng đến bạn không thể là chơi big bounce hay là 5 bước nhảy vọt. Karl Marx nói rất rõ: muốn tiến lên xã hội cộng sản phải đi qua xã hội tư bản. Anh chưa bao giờ là tư bản sao anh thành cộng sản được? Anh chưa bao giờ đẻ đứa con 9 tháng 10 ngày rồi trong 5 năm đầu tiên cho bú bú mẹ mà lại có thể thoát COVID-19 nữa. No way, man. Cho nên khi mà tôi nghe ông Ngô Kỵ ông bảo là tôi ủng hộ ông VinFast, ông Phạm Nhật Vượng là về xe này nó xe điện, là vì VinFast nó không làm kinh tế. Người ta bảo đó là ngu kỷ, không đúng. Lê Văn Dốt, Trần Văn Dốt, Phạm Văn Dốt. Tại vì trong chính trị học nó có kinh tế chính trị học, mà nó có cả tôn giáo chính trị học, religion politics. Tất cả những cái này nó đều dính vào nhau hết. Thậm chí cái vùng đất mà quý vị đang ở nó cũng dính vào đó nữa. Đất, biển, núi, sông, ngòi, không 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 gian. Vậy sao tại sao là có những cuộc đấu tranh từ trên các hành tinh xuống? COVID-19 là nó từ phòng thí nghiệm của một cái quỹ đạo phòng thí nghiệm nào ở trên không gian đó. Cho nên ngay cái mảnh đất nó cũng lính về chính trị, người ta gọi cái đó là geopolitics. Rồi cái nhân chủng ở đó, tại sao giờ nó xảy ra vụ đánh nhau tại Đắk Lắk, Ban Mê Thuột vừa rồi, của các tổ chức người thượng Phun Rô, From Unifiê de l'autre de racis oprimé, là vì người Pháp nó dính vào trong cái tổ chức này. Mặc dù nó bị đánh rơi ra khỏi Việt Nam rồi, nhưng nó cũng mong muốn tổ chức cho tổ chức Phun Rô này. Mặt trận này tiếng Pháp, Phun Rô. Thì cái nhân chủng học là anthropology này nó cũng dính vào chính trị. Đúng không? Thì làm sao mà kinh tế nó lại không dính vào chính trị như ông Ngô Kỵ này? Dốt quá. Economy, politics, cái đó là chuyện đó. Nên có trường kinh tế chính trị học ở trên Đà Lạt. Hôm nay tôi không có nói gì về vấn đề mà bằng cấp ở đây. Tôi chỉ phân tích những điểm quan trọng của VinFast. Bây giờ nếu mà cứ để cho xe mà nó chạy như vậy, xăng rồi diesel hay là mà nó chạy như vậy thì bảo đảm tầng khí quyển nó sẽ vỡ. Vì cơn lụt lớn nhất tại Louisiana đó, thì các nhà khoa học mới trả lời chính phủ tại sao mà ở Louisiana mà nó lụt kinh hoàng như vậy. Bill Gates, Amazon hay là Warren Buffett họp hết lại, ông Tesla gì lúc đó họp lại hết, đưa ra một cái kết luận cho chính phủ: xăng dầu mà chạy như thế này cả thế giới đốt đến ô nhiễm thì đương nhiên nó cháy cái tầng ozone, mà tầng ozone nó bể ra thì nó chiếu các cái băng cực, bắc cực, nam cực, nó chảy ra thì nước nó ào vào, xong vậy thì Louisiana nó ngập chết hết. Thì người ta quyết định 2033 đó là California phải chạy toàn bằng năng lượng mặt trời và điện.
cách đây 10 năm chứ không phải là bây giờ. Tôi lên chỗ Fashion Iceland, đó là một cái khu mà có thể thương mại giàu nhất nước Mỹ, lớn nhất nước Mỹ, là vì đâu có ai mà dám để cho một cái khu vực mà kinh tế giàu như vậy lại nằm sát bờ biển như vậy. Fashion Iceland, thì trong đó tôi trông thấy cái xe Tesla, tôi vào tôi xin mở ra coi không thấy cái máy đâu cả. Thế nó chạy bằng cái gì? Mở trước đằng sau bắt đầu mình nhìn, bây giờ là Tesla là cái này đây. Thưa quý vị, quý vị đến Fashion Iceland vô đó quý vị không có mua cái gì mà giỡn được đâu. Nghèo không thì đi tới coi chơi cho nó vui thôi. Đây là vấn đề của thế giới. Nó sẽ nóng, gọi là global warming. Đây là vấn đề của thế giới. Mà ông Phạm Nhật Vượng này với VinFast chỉ là một trong những cái bánh xe để giải quyết vấn đề lớn này thôi. Đó là vấn đề mà chúng ta phải phân tích. Thế bây giờ vấn đề về địa lý chính trị học, nó có dính politics sao này, nó dính vô. Thì chúng ta khi nghe nói động thổ làm nhà máy tại North Carolina, tôi đến du lịch ở đó gần một tháng, đâu phải ở một tuần đâu, tới rồi. Nhưng khi nghe nói động thổ như vậy, chúng ta phải hỏi tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại chọn North Carolina mà không nhận South Carolina. Đó là đã là một vấn đề lớn rồi. Chỉ Bắc với Nam thôi. Cái thứ hai, tại sao ông Phạm Nhật Vượng không chọn Thái Bình Dương mà chọn Đại Tây Dương, lại là một vấn đề lớn hơn. Có đúng không đấy? Tôi đang nói đây đấy. Về geopolitics, politics, nó thuộc về địa lý chính trị học đấy. Thì chúng ta phải hiểu cái công nhân trong tương lai tại North Carolina là ai? Thấy chưa? Tôi đưa cho quý vị coi kỹ rồi. Mà đây mới là điểm mà chúng tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay. Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, đại sứ Việt Nam tại nước Anh, nhưng mà đến Mỹ thì chỉ làm tổng lãnh sự thôi. Tại sao? Sao một người giỏi như vậy bên nước Anh mà tới Mỹ mà chỉ làm tổng lãnh sự thôi? Tại California. Chúng ta phải đặt câu hỏi. Vì California này nó tách ra, nó đứng hàng thứ năm của thế giới. Tại sao ông Phạm Nhật Vượng khi mà ông đi như vậy, không lẽ ông tiến sĩ Lê Quốc Hùng đã gặp tôi nhiều lần và nói ông thứ trưởng Thanh Sơn mời cho bằng được cái thằng thiếu úy Nguyễn Hòa Lập này, nó về là trí thức sẽ về hết. Trong 4 năm ông ở San Francisco, thứ sáu là ông lấy máy bay ông bay về ngay Lido đô Sài Gòn, vô phi trường One Way ông mua 7 cái radio, ông nghe thằng thiếu úy Nguyễn Hòa Lập. Như vậy ông điên à? Và ông gặp với tôi, ông nói cái gì? Hôm nay tôi mới nói cho quý vị nghe. Rồi tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, đậu Đại học Cambridge, Đại học Harvard của nước Mỹ luôn. Hai ông này gặp tôi nói cái gì? Ông bảo rất là rõ, anh Lập ơi, chúng tôi mời anh về. Mà chúng tôi đưa cái mật lệnh của Bộ Chính trị cho các anh nghe này. Chúng tôi không có đụng tới các anh vì đây là nỗi đau của những người tị nạn. Mà chúng tôi có nhiệm vụ phải thâm nhập vào 13 tiểu bang giàu nhất nước Mỹ để tìm lối thoát hợp tác kinh tế, lối thoát nhé, cho kinh tế Việt Nam. Và hợp tác nhé, hai thứ nhé, lối thoát rồi hợp tác. Hai thứ. Nói chậm chậm thì chúng ta mới có thể phân tích được rõ.
thâm nhập vào 13 tiểu bang giàu nhất nước Mỹ. Tôi lại ghi vào giấy để coi có 13 tiểu bang mà giàu nhất nước Mỹ là tiểu bang nào. Tại tiến sĩ mà nó nói với cái thằng thất học chiến sĩ này, chết rồi. Lại ghi ra 13 rồi cứ về nghiên cứu hơn 10 năm nay để tìm coi tại sao mà Bộ Chính trị đến đây không phá cộng đồng này. Luật sư Trần Thế Văn nói rất rõ ràng môi trường chính trị ở Lido Sài Gòn này nó bị ô nhiễm rồi. Thâm nhập vào đây để ô nhiễm mà. Tôi ghi ra 13 tiểu bang, bắt đầu nghiên cứu 10 năm nay. Tôi đi du lịch 60 cái National Park quan trọng nhất của nước Mỹ, còn thiếu ba cái nữa chưa đi bộ đâu. Sẽ đi trong những năm tháng già còn lại. Thì tôi phải đặt ra một cái câu hỏi chứ. North Carolina có phải là một trong 13 quốc gia giàu có nhất mà nước Việt Nam đặt vấn đề quan trọng để mà hợp tác kinh tế với Mỹ không? Thằng nào chơi với Mỹ mà có thằng nào còn sống đâu quý vị. Cái gì chứ mà nói về kinh tế với Mỹ nó kinh hoàng lắm. Economy, politics. Tôi xin đưa cho quý vị nghe một câu chuyện. Khi ký WTO vào nước Mỹ, thì tất cả Bộ Ngoại giao của Việt Nam á, đi ký thì gồm các cháu nó học á, toàn là tiến sĩ kinh tế ở bên bên Mỹ ấy. Thì bây giờ nó về nó mới thành một cái ủy ban đi qua thương lượng với người Mỹ để ký WTO. Thưa quý vị, sau khi ký được xong rồi đi về, tất cả mọi người làm đơn lên Bộ Chính trị xin được nghỉ một tháng vì căng thẳng quá. Đó là nó được học tại Mỹ, nó học tại Fullerton ở ngay Lido Sài Gòn về kinh tế, nó học về chính trị, nó học về luật pháp, nó học đủ thứ mới ký WTO. Nó nhức đầu quá, nó đã học ở đây rồi mà giờ khi nó ký. Cả Bộ Ngoại giao đưa ra một cái kết luận thế này: kính thưa quý ông quý bà trên Bộ Chính trị, hễ mà Mỹ nó thương lượng với chúng ta về quân sự nó còn du di, nhưng bắt đầu tính tới kinh tế với Mỹ là bỏ mẹ đời trai với nó. Đây nhá, tôi đưa cho quý vị coi một con số hàng ngày ai cũng thấy: 4 đồng 95 xu 9 trên 10 một ga lông. Tại sao ở đây có dấu phết 4 đô la 95 xu mà lại có 9 trên 10? Nó tính 1 đô la chia ra là 100 sen là 1 đô la. Còn 9 phần 10 này nó là phần còn lại của 95 xu này. Tại sao không là 94 xu 9 phần 10 mà lại là bây giờ nó chỉ cần lên 4 đồng 96 xu thôi. 9 phần 10 là các ông thống đốc liên bang ở đây, dân nó chửi, nó ném đá mà nó, quý vị thấy có ông nào mà đi không cận vệ không? Nó bắn luôn. Cho nên khi Bộ Chính trị mà họp lại thì quyết định cho nghỉ tháng, đầu căng thẳng quá. Ký với nó về kinh tế chứ đâu phải ký về hòa đàm Paris rồi nhân nhượng. Mày lấy đi, tao lấy cái này kia. Tới tính bằng xu là quý vị chết. À thì bây giờ vừa rồi tôi nói về global warming đúng không? Về về cái nóng của tầng khí quyển. Để nữa thì cả thế giới sẽ chết hết. Mà Liên Hiệp Quốc nó nói rõ ràng là trong tương lai đấy, quý vị đang thấy cơn lụt đang lớn tại Trung Quốc đúng không? Bây giờ cả tàu ngầm nó cũng còn trôi luôn. Tàu ngầm mà nó còn nổi lên nó trôi luôn. Thì tất cả dọc theo Thái Bình Dương vào bên trong đất liền 50 km nước nó sẽ ngập hết.
tất nhiên là người ta phải nghĩ tới chuyện làm xe điện đó. Thì quý vị tính từ Vũng Tàu mà đi lên 50 km có phải tới phi trường Trảng Lớn không? Trong tương lai nước nó ngập tới đó. Còn giờ đương nhiên ông Phạm Nhật Vượng ông phải đi vào. Mà ông đi vào thì ông phải tìm nhà máy, phải tìm địa ốc, cái khu nào là có thể phát triển được. Đâu có phải ông Phạm Nhật Vượng ông sợ mấy cái thằng biểu tình ở đấy đâu. Tất cả những người phân tích chửi bới này là sai hết. Chúng mày được vào chương trình Người Ngu Muốn Biết khi nghe bài này. Thế Tesla nó sợ chúng mày biểu tình à? Sai. Tesla nó làm những nhà máy lớn nhất, những văn phòng lớn nhất, những cơ xưởng lớn nhất tại California. Quý vị lên San Jose, những cái bảng đó, nó chưa đập xuống, bán vẽ nó, tất cả freeway 5 là dọc theo nó là của thằng Tesla hết. Tại sao nó phải bỏ California mà nó đến Texas Antonio, nằm giữa biên giới của Mexico, tiểu bang Mexico và tiểu bang Texas. Tôi nói lại là tiểu bang Mexico chứ không phải là nước Mỹ Tây cơ. Hai tiểu bang này tại sao ông lại nằm vào giữa? Bảo tại sao ông lại nằm ở San Antonio của Texas? Phải suy nghĩ, cái thằng giàu nó nghĩ khác mình. Tại sao ông chủ Tesla ông có nhà building hết ở đây, ông mua bao nhiêu là nhà cửa Texas, qua đây ông lại đi ở mướn? Mẹ thằng tỷ phú ông đi ở mướn này, chuyện nó không ai tưởng tượng. Nguyên cái nhà máy ở đây nó xây dựng lên hết rồi, bê tông cốt sắt hầm mỏ này nó có hết, tại sao qua nó lại đi mướn xưởng để nó làm? Đó là vấn đề của những thằng ngu đang chửi VinFast không thấy. Cho nên ông Phạm Nhật Vượng sẽ đặt cái dấu hỏi à, tại sao thằng VinFast nó đi theo thằng Tesla? Tại vì hai thằng thông minh nó đi nó mới hiểu nhau. Thằng này nó trốn Cali, sao mình ngu gì về Cali? Thêm ba cái thằng biểu tình này giúp công ăn việc làm cho nó cũng biểu tình, phiền không? Đi mẹ nó theo bước chân của ông Tesla đi qua bên San Antonio mướn nhà. Quý vị thấy đến San Antonio đất nó rộng mênh mông. Cách đây 30 năm đó, tôi đi băng qua phi đường đường 10 đó. Tôi nói lại này, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu con nai đêm nào nó cũng băng qua phi 10, 10. Xa lộ từ Thái Bình Dương qua tới đây. Còn sau này tôi đi đó, không, chỉ thấy vài ba con nó đi. Bây giờ người ta phải tính tới môi trường để làm sao để cứu 1 tỷ cái con nai, con heo rừng mà nó băng qua freeway 10. Người ta tính được, người ta phải làm rồi. Bây giờ đây đi giờ đâu còn thấy xe nó tông như ngày trước. Thì ông Phạm Nhật Vượng phải đi theo ông Tesla. Không? Tôi chỉ nói riêng nhà máy thôi. Quý vị phải nhớ là không có thằng tỷ phú nào mà nó lại ngu mức độ nó đi mướn nhà của thằng kia. Nó trừ thuế. Tao mua nhà tao đóng thuế với tao đi mướn nhà. Xong tao không thích ở tiểu bang San Antonio hay North Carolina tao đi chỗ khác. Tất cả những thằng Việt Nam qua đây mới giàu lên tí, mua Sea-Doo, RV chạy. Còn thằng Mỹ mà nó ở đây không có thằng nào nó mua RV, mua gì đi mướn. Tôi có thằng bạn là Nguyễn Sơn à, nó thằng Linh, thằng Vinh, thằng Hà, ba thằng này đi theo Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam xây nghĩa trang quân đội. Một hôm nó bảo là tao cho mày, tôi cho ông hai cái xì đồ ông lấy không? À, cái chiếc 10.000 mà ông lấy ta, nhưng lấy về để ở đâu? Cái biển số của cái xe đó nó đóng thuế 1 năm là bao nhiêu? Cuối cùng nó kêu thằng Mễ Tây Cơ mà cũng khù khờ, cho mày bán 602 chiếc cũng không ai mua. Cuối cùng nó cho thằng Mễ Tây Cơ khù khờ lấy đi về đi. Quý vị phải nhìn cận ảnh của vấn đề. Thế nha.
Tôi phân tích lại 3 điểm để quý vị bảo là thằng Lập này nó nói lung tung. Global, khí hậu toàn cầu. Thứ hai, địa lý. Thứ ba, kinh tế. Đúng không? Bây giờ mới dính vào tới politics. Tại sao ngày 1 tới tháng 1975 người Mỹ yêu cầu trên đài BBC, đài VOA, RFI xin bồi thường cho nước Việt Nam 7 tỷ 500 triệu đô la? Tôi hỏi bác sĩ Lý Trung Dung bố, sao có bạc lẻ ở đây bố? Ông bảo có gì đâu. Mỹ nó bảo là bây giờ nếu mà mày giữ được cho tao 4 quân khu, tao trả mày 700 triệu. Bây giờ mày giữ được có 2 quân khu, quân lần 3, quân lần 4, mày mất mẹ nó quân lần 1, quân lần 2. Tao đưa mày 300. Còn 200 mà tao chưa trả mày hết trong ngân sách quốc phòng của năm 1975. Vì tới tháng 4, tới tháng nào tao đưa mày tháng đó. Tao chưa đưa cho mày. Thì giờ tao đưa cho mày thêm là 7 tỷ 500 triệu đô la, quý vị thấy không? Nó tính tới cái chỗ mà nó nợ mày nó cũng trả luôn. Cái chính phủ mà thắng trận á, sẽ lấy luôn cái nợ của Việt Nam Cộng Hòa phải trả cho Mỹ 160 triệu đô la. Mỹ nó nói trả đi, nó cho 10 cái tàu kiểm tra biển, nó đưa cho 16 chiếc tàu mỗi chiếc đó. Còn còn mắc hơn 160 triệu đô la mà Việt Nam Cộng Hòa nợ Mỹ. Biểu mày luôn. Sau khi mày đưa trả tao 160 triệu mà thằng Việt Nam Cộng Hòa nó nợ tao đó, giờ mày take over, mày chiến thắng thì mày phải trả cái nợ cái thằng mà mày trong nhà mày chứ. Quý vị thấy không? Sao nuốt được Mỹ? Hôm nay tôi chỉ trình bày tới khúc đó thôi. Kính cảm ơn. Gồng lên giữa đất, tổ quốc lẻ lên hình tia chớp ngăn tù.